video mà mình tôi mong bức tranh hình ảnh một chú báo hồng đang cầm bó hoa trên tay đã được mình hoàn thành xong các bạn tham khảo nhé. Video tôi mong bức tranh hôm nay của mình thì cũng đã hoàn thành xong và kết thúc ở đây nha. Các bạn theo dõi video hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhé các bạn. Mình sẽ có màu xanh như phần trước máy trước nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu phần tay, phần chân nhé. Và phần thân luôn.